Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với KVN. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái màn hình Android Eleview U4 trên chiếc VinFast Fadin. Thì sản phẩm Eleview U4 này có cấu hình là RAM 3GB, ROM 32GB, sử dụng hệ điều hành Android 10, tích hợp cái màn hình kính cường lực IPS 2.5 9 inch với độ phân giải lên đến 1280. Thì đây là cái giao diện chính của dòng màn hình Eleview U4. Thì IK gọi cái giao diện này gọi là Eligo. Thì chúng ta có thể tùy chỉnh, đưa những cái icon, ứng dụng mà chúng ta hay dùng trên đây, có thể tích hợp luôn cả cảm biến áp suất lớn, cũng như là nghe nhạc, YouTube, radio, lịch trực tiếp ở trên cái màn hình chính như thế này, để giúp chúng ta dễ dàng thao tác và sử dụng thuận tiện hơn. Bên trong của cái màn hình Eligo U4 thì chúng ta có những cái ứng dụng đã được cài sẵn, ví dụ như là VietMap S1, VietMap S2, YouTube Advanced. Ngoài ra là có những cái ứng dụng mà do IK phát triển dành riêng cho những khách hàng sử dụng những sản phẩm IK phân phối, như màn hình Eleview, màn hình Onize, rất là nhiều cái tính năng và ứng dụng, ví dụ như là IK Tracking, là việc theo dõi định vị xe từ xa, hoặc là IK Entertainment, chúng ta có thể xem TV, coi YouTube, hoặc là nghe radio trực tiếp ở trên cái ứng dụng IK Entertainment như thế này. Đây, mọi người hãy thấy nha. Cái gì đó, múa kiếm, toan giết có người chiếc khẩu. Có trọng ra, chính là cái kênh được tích hợp trực tiếp đến đây. Hoặc là radio, review phim. Nói chung là rất là nhiều cái tính năng đã được tích hợp ở trong cái màn hình Eleview U4 như thế này. Sau đây mình sẽ sử dụng một vài cái công cụ, ví dụ điều khiển giọng nói được tích hợp trực tiếp trên vô lăng nha. Thì màn vẫn điều chỉnh âm lượng này, qua bài này kia, tất cả mọi thứ đều trên vô lăng hết. Mình sử dụng một cái chức năng tìm đường đi nha. Chỉ đường về Đầm Sen. Đây. Chỉ với một câu lệnh thôi. Đang chỉ đường đến công viên văn hóa Đầm Sen. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Đây. Thì chỉ với một câu lệnh là chỉ đường về một cái địa điểm nào đó, thì Eleview U4 đã đáp ứng cách rất là nhanh, tìm đường cho chúng ta đến cuối đường và chúng ta không cần thao tác quá nhiều. Sau đó đến cuối đường thì rẽ trái. Mình sẽ tiếp tục với cái chức năng mở video đi. Mở video tình đơn phương. Sau đây là video tình đơn phương. Rồi, đây là video tình đơn phương mà cái chức năng điều khiển giọng nói đã tìm cho chúng ta. Đây là cái hình ảnh của cái YouTube ở trên Eleview. Mình sẽ quay nhiều góc nha. Âm thanh. Rồi, mình thử mở một cái ứng dụng nào đi nha. Mở camera trước. Đã mở camera trước. Đây là một trong những cái ứng dụng rất là hay. Mở camera sau. Đã mở camera sau. Đây. Do là cái màn hình này được tích hợp cam 360 cho nên là có được cái câu lệnh mở cam trước, cam sau, cam trái, cam phải một cách tự động bằng câu lệnh, rất là tiện lợi cho chúng ta dễ dàng quan sát xung quanh xe. Thì mọi người thấy là với cấu hình 332 thì Eleview U4 đã đáp ứng rất là nhanh và mình đánh giá rất là mượt ha. Và tốc độ mở những cái ứng dụng như thế này mình đánh giá cũng rất là nhanh. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Video khá là nhanh nha. Đây. Mở song song hai ứng dụng cùng một lúc chỉ với cấu hình 332, chip 8 nhân, RAM là 3GB. Hệ điều hành Android 10 đã xử lý cho chúng ta cái tốc độ xử lý cũng như là mở nhiều cái ứng dụng song song cùng lúc rất là thuận tiện. Chúng ta có thể dễ dàng thao tác và sử dụng. Thì
chị. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ rồi, tổng thể tại thì chiếc màn hình Android AirView U4 cũng đã mình đánh giá là một cái dòng màn hình sản phẩm giá rất là ok, trong phân khúc tầm khoảng 8 trên dưới 8 triệu là chúng ta có thể lắp đặt được. Hiện tại sản phẩm được tặng kèm camera hành trình, thẻ nhớ bản quyền Vietmap S1. Sản phẩm được lắp đặt bảo hành lên đến 5 năm và được lắp đặt tại KVN. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.